đấy. Chào. Già nó mới gọi là già. Cái này mới gọi là già. Kiểu dáng nó cũng đặc biệt nhỉ. Cây cực kỳ già rồi nhé. Già như này. Cây này nó kiểu dáng đặc biệt. Trông hình nó cũng gần giống con cua. Nên chủ nhân đặt luôn tên là cua hoàng đế. Tác phẩm là cua hoàng đế. Cua tiên vua. Tác phẩm cua hoàng đế này. Bây giờ như này. Đi gần các bác cảm nhận nhé. Cái nét nó rất là đặc biệt. Cái này nó chưa đều. Bán chưa đều. Đó. À mới làm lại. Triển lãm băng linh nó khác. À. Mới làm. Cho vào cái này nó cũng hợp nhỉ. Cua là phải có giỏ thôi. Ếch nha. Ếch nha, dưới là ếch. Ếch đội một cái giỏ. Đấy. Cua là phải để vào giỏ thôi. Vâng. Giỏ cua. Đó. Cái giỏ này là đan bằng tre này. Tuy nhiên là đây là giả tre thôi. Ếch này. Ếch và cua là nó cùng ở môi trường sống. Ếch đổ lá sen. Dưới là như một lá sen. Rất là kỳ công như này. Cái lạ phải vào những ông nào mà thích những cái đồ nó độc lạ không đụng hàng thì mình dám chơi những cái đồ như này. Một tác phẩm xanh trồng trong một cái chậu có hình dáng như một cái giỏ. Đó. Tuy nhiên thì để nó hài hòa với tác phẩm xanh này thì cái giỏ cua này tôi thấy là nó cũng chưa giống thật lắm. Đó. Bác nào mà ở cái thời kỳ ngày trước mà được xem các anh đi bắt cua thì sẽ thấy được cái giỏ cua nó hơi khác một chút. Tuy nhiên đôi khi nó chỉ là hình tượng thôi. Nhiều khi giống quá là lại không đẹp. Cái giỏ cua ngày xưa thì làm nó hơi cao. Một tác phẩm cực kỳ đặc biệt nhé. Đây là cây cóc này. Cây cũng rất là độc đáo nhé. Thân rất là dị. Các bạn xem đi. Quá dị luôn. Cây cóc quái. Cây này của bác Thọ Nhựa. Bác Thọ Nhựa thì có sở thích là sưu tầm những cây nó rất là độc đáo. Lạ. Cái cóc kiểu dáng cũng rất là độc đáo nhé. Hiếm gặp. Cả cái vết cắt to như này mà nó biết hết. Sức sống rất là tuyệt vời. Rễ, rễ trên này nó xuống. Đó. Rễ trên. Xuống này. Xoắn như này là được cái thân này. Xoắn như này là được cái thân này. Thân thì lại chảy từ trên xuống. Cái đoạn thân chảy từ trên xuống. Rất là dị. Quý vị các bạn xem tiếp một cây. Rất là lạ. Lạ về kiểu dáng. Mà lạ về cả thể loại cây nữa. Có thể nhiều người không biết cây này là cây gì. Đó. Kiểu dáng nó cũng rất là đặc biệt nhé. Những cái dấu ấn của thời gian qua năm tháng đã để lại trên cây những cái vết chùn nhũn như thế này. Đó. Những cái đường bo, những cái vết nhăn mà thiên nhiên đã ban tặng cho tác phẩm này.
một tác phẩm rất là đặc biệt về thể loại cây và kể cả về kiểu dáng và kể cả những cái nét mà thiên nhiên đã ban tặng. Thông tin của chú cây nhé, nhà vườn Tùng Nhựa, tên tác phẩm là Thần Kim Quy. Khi các bạn xem kỹ tác phẩm Thần Kim Quy này nhé, chỗ này thì rất giống đầu một con rùa đó, nó ngậm một cục vàng cục vàng là tượng trưng nhé. Cái đầu này thì cũng rất là giống đầu con rùa, tuy nhiên cái phần thân thì nó chỉ là tượng trưng thôi. Đôi khi giống quá thì hơi khó, mà giống quá đôi khi nó cũng không đẹp. Đấy là cây thôi ra khoan, khả năng là cây này ở trên trên rừng thì lạ lạ, họ nhà xế cũng gần giống cây xếu, gần giống cây cơ muội nhỉ, nhưng không phải cơ muội, họ là cơ muội rừng họ nhà xế. Nó thuộc cái dòng họ đấy. Cây rất là lạ nhé. Cây này cây khai thác trên rừng mà. Cũng có một số khách tham quan không biết là cây gì. Quý vị và các bạn nào mà có hiểu biết nhiều về cây, biết nhiều về thể loại cây thì cứ cho ý kiến ở bên dưới nhé. Theo quý vị các bạn đây là cây gì? Nhá. Xuân đào ấy. Lá giống xuân đào ấy nhỉ? Không phải. Không nói là cây gì. Mà biển không đây là cây gì cả. Nó kiểu để cho người xem phải tò mò. Như thân cây cóc. Như thân cây cóc rừng. Tác phẩm này tác phẩm khách lời muốn nói. Cây rêu ra. Rêu ra rừng ấy. Mùi, mùi lá giống. Cái này của Dũng, Dũng á. Không phải. Không nói là cái gì. Cái này gài mà. À cái này thì gài rồi. Gài nhưng mà gài lâu rồi đấy. Lâu lắm rồi đấy. Ôm. Nó đục ra nó toàn được khớp thì thôi. Trước thì có đục ra gài vào. Đục ra khớp thì thôi mà lu rất nhiều. Cái vỏ của nó ôm chặt đấy, nhè ra này. Lâu rồi. Nó ôm như này, nhè. Đây là cái vỏ nó ôm như này. Đây, trông như giống như đầu rùa, đầu giống đồ. À, nhiều người không biết là cái gì. Nó không phải là cái cây chơi phổ thông. Cây gì à, kênh gì gọi là kênh cây cảnh và cuộc sống. Cây cảnh. Anh em cứ vào gõ cây cảnh và cuộc sống ra. Đấy. Nhiều thợ cây có khi người ta chả quan tâm đến những cây như này. Thế là lạ. Cây này nha. Cây này gọi là cây mới gọi là cây tự nhiên tình thân. Cây này khả năng là cây khai thác. Cây khai thác ở trong rừng. Cái này khai thác trong rừng chắc như nên nhiều người không biết. Chứ làm sao mà cây này trồng được. Cây này tuổi nó chắc rồi. Lâu cái này tuổi. Tuổi. Rồi, như cái bình của tê giác đúng rồi, y như gọi là lu ấy, đấy tự như lu bộ tay cành này thì đang làm tay cành này 5 năm nữa lu sẽ được đây là đẹp hơn, đây là cây khai thác. Chỗ này có kê một bộ ba cũng rất là đẹp, quý vị các bạn xem và cảm nhận nhé. Cây ở giữa, quý vị xem trước nhé. Thông tin của chủ cây này, tên tác phẩm là Trực Ngũ Phúc, một tác phẩm xanh được chủ cây đặt tên là Trực Ngũ Phúc, một cây xanh kỳ đá. Về cơ bản thì nó là xuất phát từ cây dáng trực, thân chính ở giữa là thân trực này, hai thân hai bên ở phía trước là thân hoành, thế còn hai thân nữa thì là nó hơi siêu, hơi siêu. Cái này chỉ là hơi siêu thôi, nó chưa siêu hẳn. Thế thân ở giữa thì là thân trực. Thế đếm thì nó cũng có đủ 5 thân. Thế có lẽ là cũng xuất phát từ cây 5 thân. Và về cốt cách, thân chính thì nó là một cây trực. Nên chủ cây mới đặt tên cho nó là Trực Ngũ Phúc. Các bông tán của nó thì được chia đều cho các phía ấm tán và nó cũng phô rõ được mặt trời. Về cơ bản thì đây là một tác phẩm cũng khá là đẹp mắt. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp à? Quá tuyệt vời. Đấy, những cái đường thân vặn xoắn rất là đẹp. Thì các bạn xem và cảm nhận nhé. Thân vặn xoắn rất là đẹp. Về cơ bản thì nó không phải là cây có đường thân cắt giật kỹ, nhưng mà với cái đường chuyển như này thì
mỗi cái làn thì nó sẽ có những cái vẻ đẹp khác nhau, cũng có cắt giật nhé, nhưng không phải là những cây mà giật quá kỹ, điều chỉnh thân rất là mềm mại. Cây tiếp theo này, cây xanh lùn lực, bông tán được ép mỏng, làm rất là nét. Cây này của nhà vườn Minh Dưỡng, tên tác phẩm Thiên Địa Nhân Hợp Tụ. Chậu này, tác phẩm rất là tuyệt vời của nhà vườn Minh Dưỡng. Quý vị xem cây xanh ở giữa một chiều khác nữa nhé. Cây tiếp theo trong bộ ba kể đây này, cây này cũng của nhà vườn Minh Dưỡng, chất liệu thì là xanh Nam Điền, xanh của gừng, những cái rễ của nó già nu cục như những củ gừng của tỏi. Bông tán làm đẹp. Bên cạnh đó cũng có những cây xanh lá móng đẹp. Đợt này thì triển lãm tập hợp được rất nhiều những tác phẩm có tên tuổi của nhiều nhà vườn nổi tiếng trong làng cây. Những cây đặc biệt, độc đáo và những tác phẩm đẹp tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Thạch Thất đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.